Hoàng Quân xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, bệnh bạch hầu xuất hiện tại tỉnh Đắk Nông là 1.200 người đã bị cách ly. Sở Y tế của tỉnh Đắk Nông vào ngày 23 tháng 6 thông báo toàn tỉnh ghi nhận có 12 ca dương tính với bệnh bạch hầu tại 3 ổ dịch. Tỉnh đã cách ly 800 người để theo dõi và điều trị dự phòng cho hơn 1.200 người. Truyền thông trong nước dẫn nguồn tin từ ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế của tỉnh Đắk Nông cho biết như vừa nêu. Theo đó, thì hôm 20 tháng 6, tại xã Đắk Rơ Măng, huyện Đắk Cờ Long của tỉnh Đắk Nông đã phát giác một bệnh nhân 13 tuổi dương tính với bệnh bạch hầu. Sau đó, thì Sở Y tế đã kiểm tra và phát giác thêm 2 trường hợp dương tính là một người nam 40 tuổi và một cháu bé 10 tuổi. Trước đó, thì một cháu bé 9 tuổi bị bệnh bạch hầu đã được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn nhưng bé đã không qua khỏi. Sở Y tế của tỉnh Đắk Nông đang cách ly 555 người ở xã Quảng Hòa và 307 người tại xã Đắk Rơ Măng. Vấn đề về Biển Đông sẽ được bàn tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định chủ quyền biển đảo, các vấn đề an ninh phi truyền thống và âm mưu làm tan rã đảng đang là những khó khăn và thách thức hiện nay. Cũng trong ngày 23 tháng 6, cuộc họp báo nhằm giới thiệu chương trình hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dự kiến diễn ra ngày 26 tháng 6 cũng được tổ chức tại Hà Nội. Và tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng cho biết các lãnh đạo ASEAN sẽ không lẩn tránh trao đổi về tình hình tại Biển Đông. Thưa quý vị, Việt Nam gia tăng đàn áp người dân bày tỏ ý kiến ôn hòa. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong năm 2019 đã gia tăng việc đàn áp kết án tù với nhiều người chỉ vì họ bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa trên mạng về các vấn đề kinh tế và xã hội. Đó là nhận định được đưa ra hôm 23 tháng 6 trong báo cáo của một tổ chức phi chính phủ về vấn đề nhân quyền có tên là Project 88 với tên gọi Báo cáo 2019 về các tù nhân chính trị và nhà hoạt động có nguy cơ ở Việt Nam. Báo cáo cho biết trong năm 2019, 41 người ở Việt Nam bị bắt giữ và vì các hoạt động ôn hòa của họ. Con số này thấp hơn con số 148 người bị bắt giữ trong năm 2018 khi nổ ra những cuộc biểu tình lớn tại nhiều nơi ở Việt Nam để phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Theo báo cáo, trong số 41 người bị bắt giữ trong năm 2019, 22 người bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến bày tỏ ý kiến ôn hòa, 19 người bị bắt vì các hoạt động chống tham nhũng, tiếp theo là các báo cáo về các cáo buộc liên quan tới dân chủ và nhân quyền. Hoa Kỳ tài trợ 4.65 triệu Mỹ Kim cho Đại học Fulbright của Việt Nam. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vừa trao khoản tài trợ 4.65 triệu Mỹ Kim cho Đại học Fulbright Việt Nam vào ngày 22 tháng 6, trước sự chứng kiến của Đại sứ Daniel Christenbrink ở Sài Gòn. Đây là khoản tài trợ cho 2 năm tới nhằm thúc đẩy mục tiêu đạt chất lượng kiểm định quốc tế đối với chương trình cử nhân của Fulbright trong thời gian sớm nhất, cũng như phát triển hệ thống quản trị và mở rộng chương trình đào tạo giúp cho Fulbright xây dựng các mối quan hệ đối tác. Được thành lập từ năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam với 100% vốn nước ngoài được xây dựng theo mô hình dựa trên nền tảng truyền thống giáo dục tại Đại học của Hoa Kỳ về tranh luận cởi mở, nghiên cứu và phân tích phản biện, nhưng đồng thời vẫn phải dựa trên những di sản và truyền thống văn hóa của Việt Nam. Và nối tiếp là phần tin đời sống. Du khách đeo khẩu trang đi thăm vườn thú ở Madrid. Du khách ở mọi lứa tuổi hôm thứ Hai, 22 tháng 6 đã tới tham dự ngày mở cửa đầu tiên trở lại của vườn thú Madrid sau khi bị đóng cửa trong hơn 3 tháng do đại dịch. Theo quy định mới thì các khách tham quan phải đeo khẩu trang đi dạo quanh sở thú để xem chim hồng hạc, gấu trúc và hàng chục động vật từ các châu lục khác nhau. Sở thú của Madrid đã để sẵn nước rửa tay khử trùng ở lối vào và vẽ các dấu hiệu trên mặt đất để giúp du khách duy trì khoảng cách xã hội. Hạn chế về số người tại các cơ sở trong nhà như là bể cá cũng được áp dụng. Xin nhắc lại, Tây Ban Nha đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào Chủ nhật 21 tháng 6 cho phép đi lại tự do trên khắp đất nước và cũng mở cửa biên giới cho phép đi lại trong Âu Châu nếu cần thiết. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết lễ trao giải quả cầu vàng tổ chức muộn hơn mọi năm. Lễ trao giải quả cầu vàng 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 thay vì Chủ nhật đầu tiên của năm mới như thường lệ. Và ngày nay ban đầu được Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ lên kế hoạch tổ chức Oscar 2021, tuy nhiên đã dời sang ngày 25 tháng 4 vì dịch bệnh. Hai nữ diễn viên Tina Fey và Amy Poehler sẽ dẫn chương trình Golden Globes 2021. Họ đã từng giữ vai trò này 3 năm liên tiếp từ 2013 đến 2015.
Từ năm 1973, lễ trao giải quả cầu vàng thường được tổ chức vào tháng Giêng để phù hợp với lịch Oscar. Giải Oscar 2021 bắt đầu chấm điểm phim từ ngày 5 tháng 3. Và vì vậy, Variety đánh giá lễ trao giải quả cầu vàng năm tới sẽ có ảnh hưởng lớn tới lựa chọn của các thành viên Viện Hàn Lâm Điện ảnh Hoa Kỳ ở Oscar. Vừa rồi là chương trình tin tức buổi tối. Kiều Trâm và Hoàng Quân cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin kính chào và xin hẹn lại quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo.